cháu bé nghi hóc hạt bí, người nhà tố bệnh viện tắc trách khiến cháu tử vong. Anh Trần Văn Chi, cha cháu TDL, 3 tuổi, bị nghi hóc hạt bí, tố ca trực bệnh viện đêm mùng 5 Tết đến rạng sáng mùng 6 Tết quá tắc trách khiến cháu L tử vong. Kính thưa quý vị, trưa ngày 27 tháng 1 tức mùng 6 Tết, anh Trần Văn Chi ngụ ở thành phố Quảng Ngãi cho biết con trai anh là cháu TDL bị hóc hạt bí và đã tử vong. Anh cho rằng con anh mất vì sự tắc trách của ca trực đêm mùng 5 đến rạng sáng mùng 6 Tết tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Anh Chi thuật lại rằng vào khoảng 20 giờ tối mùng 5 Tết, con anh chơi đùa cùng với nhiều cháu bé khác. Một số cháu lớn lấy hạt bí ra ăn, cháu L bất ngờ bị ho sặc, khó thở gần vị trí có vỏ hạt bí. Vợ tôi nghe con ho nên chạy ngay từ nhà dưới lên. Các cháu bé lớn tuổi trong nhóm nói con tôi lấy hạt bí bỏ vô miệng. Lúc này cháu đã khó thở, nôn ọe nên vợ chồng tôi chở cháu đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Lúc đó gần 21 giờ tối, anh Chi kể lại chi tiết. Theo anh Chi, khi vào bệnh viện cấp cứu, gia đình đã chủ động báo với y bác sĩ là cháu bị hóc hạt bí. Sau đó một bác sĩ trẻ đến dùng dụng cụ y tế kiểm tra cuống họng cháu và nói với gia đình là không có gì. Tôi đã nói đi nói lại là cháu bị hóc hạt bí, cần chụp phim, nội soi kiểm tra. Mãi một lúc sau họ mới đưa con tôi đi chụp phim. Sau đó bác sĩ coi phim lại nói, không có gì đâu. Trong khi đó con tôi vẫn muốn nôn nhưng nôn không được. Con tôi được đưa lại phòng cấp cứu, anh Chi kể. Anh Chi khẳng định trong quá trình thăm khám đầu tiên cho con anh, có nhiều người thay nhau khám nhưng họ còn rất trẻ. Các bác sĩ không tìm ra vấn đề, còn cháu L thì vẫn tiếp tục dọa nôn. Người cha nóng ruột đề nghị được đưa con chuyển viện ra bệnh viện Đà Nẵng, nhưng bác sĩ vẫn nói với gia đình là không có vấn đề gì. Cuối cùng là bác sĩ Thám đến khám cho con tôi. Ông Thám xem phim xong, nói không có gì đâu, sau đó nghe thở và nói con tôi hen suyễn chứ không phải là do hóc dị vật. Sau đó có cho con tôi thở khí dung, cháu ổn hơn một tí và được đưa lên khoa điều trị ở tầng 5. Anh Chi kể, cháu L lúc nôn lúc không, có biểu hiện đau ở cổ và khó thở. Người nhà tiếp tục yêu cầu nếu hen suyễn thì hút đờm cho cháu và nội soi ở cổ xem có phải là hóc hạt bí hay không. Y tá lại nói giờ không có ai làm việc cả, sáng mai mới làm. Việc họ hối tôi nhiều nhất là về lấy bảo hiểm để làm thủ tục nhập viện cho cháu. Thủ tục có thể bổ sung sau, việc cần thiết là tìm ra nguyên nhân của cháu thì lại không làm. Anh Chi nghẹn ngào. Khoảng 2-3 giờ đêm, gia đình chở cháu về nhà để tìm sổ bảo hiểm và rửa cho cháu vì cháu nôn ói khắp người. Cả hai vợ chồng tôi có ra phòng vệ sinh nhưng không có nước nóng, trong khi trời quá lạnh nên vợ chồng tôi mới chở cháu về nhà rửa người và tìm sổ bảo hiểm. Anh Chi giải thích, đến khoảng 3 giờ sáng mùng 6 Tết, gia đình thuê taxi đưa con lên tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Khi gần tới viện, cháu nức nghẹn và được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Sau đó được chuyển gấp lên phòng hồi sức tích cực, lúc này y bác sĩ hút đờm, lấy oxy cho thở. Khoảng 20 phút sau khi bác sĩ báo con tôi không qua khỏi, tại sao có người hút đờm mà trước đó tôi yêu cầu thì nói không có ai làm? Tại sao không kiểm tra cho cháu sớm hơn? Họ đã quá tắc trách, anh Chi khóc nghẹn. Một lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cho biết khi tiếp nhận cháu L, ca trực đã cấp cứu, hội chẩn, khám kỹ, xong mới đưa lên khoa điều trị. Kíp trực đồng thời cho cháu thở khí dung, theo dõi đường thở, thấy cháu ổn định nên có giải thích cho người nhà về tình hình của cháu cần theo dõi tại bệnh viện. Lãnh đạo bệnh viện Sản Nhi nói, tuy nhiên khoảng 0 giờ sáng mùng 6 Tết, bác sĩ phòng bệnh vào khám cho cháu thì không thấy cháu. Mãi đến rạng sáng, gia đình mới đưa cháu đến bệnh viện, vào thẳng phòng cấp cứu. Sau đó cháu được chuyển lên khoa hồi sức tích cực nhưng cháu đã mất. Nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu cần phải có giám định pháp y để làm rõ. Y bác sĩ bệnh viện rất buồn và chia sẻ với gia đình mất mát quá to lớn này. Lãnh đạo bệnh viện cũng đã làm việc với y bác sĩ ca trực cũng như phối hợp với công an để làm rõ. Tập trung điều tra, làm rõ sai phạm liên quan công ty AIC tại bộ ngành địa phương. Kính thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã họp phiên thứ 23 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo. Tại buổi họp báo chiều nay, thông báo về kết quả phiên họp liên quan đến vụ Việt Á, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, Bộ Chính trị đã có kết luận phân hóa xử về mặt kỷ luật đảng. Về xử lý pháp luật, ngày 11 tháng 1, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng đã có thông báo về đường lối phân hóa xử lý đối với các đối tượng vi phạm pháp luật trong vụ Việt Á. Thông tin thêm về việc này, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, các cơ quan chức năng sẽ dựa vào đường lối xử lý này để có sự phân hóa, đối tượng nào sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đối tượng nào thực hiện chính sách khoan hồng, giảm nhẹ hoặc không xử lý. Về tiến độ xử lý các vụ án trọng điểm được dư luận quan tâm, ông Nguyễn Thái Học cho biết, đối với vụ án AIC xảy ra tại Đồng Nai, hiện đã hoàn thành xét xử sơ thẩm nhưng không phải là xong tất cả. Các sai phạm của AIC liên quan địa phương nào, bộ ngành nào, các cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ để xử lý.
Trong 10 vụ án trọng điểm mà ban chỉ đạo yêu cầu phải tập trung đẩy nhanh kết thúc điều tra, truy tố xét xử sơ thẩm, có vụ việc liên quan tới AIC, cụ thể là vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, công ty AIC và các đơn vị có liên quan. Với việc cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn chủ mưu trong vụ án tại Đồng Nai đã bị kết án 30 năm tù nhưng vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã, ông Học cho hay hiện nay bà Nhàn đã bị tuyên án nên việc xử lý tiếp theo sẽ do các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ trong thi hành án thực hiện. Đối với vụ việc tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ban chỉ đạo cũng xác định đây là một trong 10 vụ án trọng điểm sẽ được xử lý dứt điểm trong năm 2023. Trong phiên họp sáng nay, ban chỉ đạo đã thống nhất bổ sung vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi chỉ đạo. Phó trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nhận định, vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm không phải là tham nhũng vặt mà có hệ thống, có tổ chức và có quy mô lớn lắm. Ông Học thông tin, sáng nay Bộ trưởng Bộ Công an nói tính chất nghiêm trọng của vấn đề là có tổ chức phân công, phối hợp chặt chẽ, chính vì thế ban chỉ đạo mới quyết định đưa vào diện theo dõi chỉ đạo vụ này. Tất cả các hành vi tham nhũng tiêu cực xảy ra ở địa bàn nào, địa phương nào, trách nhiệm của ban chỉ đạo ở địa phương đó phải lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện và xử lý. Phó trưởng ban nội chính Trung ương khẳng định, ở đâu có hành vi tham nhũng tiêu cực mà ở đó không phát hiện, không xử lý thì cấp ủy, tổ chức đảng, mà trước hết là trưởng ban chỉ đạo, phải chịu trách nhiệm trước đảng và trước dân. Ông Học dẫn lại phát biểu của Tổng Bí Thư trong cuộc họp sáng nay. Các đồng chí tham gia vào ban chỉ đạo phải lựa chọn được những người thực sự tiêu biểu, thực sự gương mẫu để đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực, và như thế sẽ tạo ra chuyển biến rất tốt từ trung ương cho đến địa phương. Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa bị khiển trách. Quý vị thân mến, 2 tháng rưỡi sau khi bị kỷ luật đảng, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp bị Thủ tướng khiển trách do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Ngày 19 tháng 1, Thủ tướng đồng thời cảnh cáo ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp. Thời hiệu kỷ luật hai ông tính từ ngày 9 tháng 11 năm 2022, thời điểm Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kỷ luật đảng. Đầu tháng 11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khiển trách Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021-2026, và các ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của tỉnh, Ngô Hồng Triều, Nguyên tỉnh ủy viên, Nguyên Giám đốc Sở Tài chính, các ông Đoàn Tấn Bửu, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Lâm Thái Thuận, Giám đốc Sở Y tế bị cảnh cáo. Theo cơ quan kiểm tra, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo trong chống COVID-19. Hậu quả là Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số tổ chức cá nhân vi phạm trong đấu thầu, mua sắm vật tư, sinh phẩm, xét nghiệm, phục vụ công tác phòng chống dịch để xảy ra vụ án tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh. Những vi phạm nêu trên có nguy cơ gây thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.